Ờ kệ nó, 17 cũng được, không sao hết. Rồi, bây giờ đề nghị bà con dành cho tất cả các bạn nhỏ đây một tràng pháo tay trước trò chơi. Trò chơi này rất là dễ. Bây giờ chú sẽ hỏi từ con nè. À, ví dụ như chú hỏi là trên trời, chú chỉ vô một bạn thì con sẽ nói một cái con vật gì đó trên trời, được không? Được không? Ví dụ như trên trời có con gì? Chim đúng không? Nhưng mà mình rõ hơn một chút là vậy là con chim gì nữa, được chưa? Ở dưới nước có con gì? Cá, phải cá gì nữa? Nha, được chưa? Rồi ở trên đất có con gì? Con gì? Trên trời thì là con, chú chỉ micro vô bạn nào thì bạn đó phải trả lời một con vật, được chưa? Mà phải đúng ở trên trời nha. Nếu mà nói con chim thì phải nói con chim gì nha, chứ không có nói con chim không không. Con cá thì phải nói con cá gì nha. Ai mà trả lời trùng với bạn á là bị đi xuống nha. Mấy cô chú chuẩn bị bánh kẹo đó rồi. Cái thùng bánh kẹo, lấy một thùng bánh kẹo đi. Rồi, ai mà còn ở lại trên sân khấu là nhận được gấu bông nha. Rồi chuẩn bị này, con này trên trời. Con chim gì? Chim bồ câu. Rồi giỏi, đúng rồi. Ai mà trả lời đúng ở dưới vỗ tay nha. Rồi trên trời con. Chim. Chim gì con? Chim câu. Chim câu luôn, rồi thôi. Con nhận bánh con đi về. Cho bạn một. Có con người. Có con người, quá giỏi. Dưới đất có con người. Đi về. Nhớ là không được trả lời trùng nha tụi con. Không được trả lời trùng, bạn trả lời con người là mình không trả lời con người nữa nha. Con cá. Cá bóng. Giỏi, dưới nước. Cá, cá vàng. Giỏi, dưới nước. Cá heo. Giỏi, vỗ tay. Trên trời. Chim én. Giỏi. Trên trời. Chim sẻ. Giỏi. Trên trời. Chim sâu. Chim sâu hả? Chấp nhận không? Chim sâu được không? Ai đồng ý giơ tay? Ai không đồng ý giơ tay? Ủa? Thấy đồng ý nhiều hơn. Dưới đất. Con chó. Con chó, yes. Dưới đất. Con mèo. Dưới đất. Con ngựa. Con ngựa, giỏi. Dưới đất. Con hố. Chú nghe là chú nghe con hố. Nhưng mà chú biết rồi, con nói con hổ đúng không? Rồi. Dưới nước. Con sư tử. Giờ con nói lại đi, con nói lại, con sư tử sống ở đâu các em? Con sư tử sống ở đâu? Sợ gì đất. Giỏi. Thôi con nhận bánh đi về nha. Con phân bánh. Rồi. Chuẩn bị nè, trên trời. Con chim. Con chim đi về. Con chim bị con nè, sư tới đây xíu. Rồi. Về nghe con. Rồi. Trên trời. Con chim. Con chim luôn. Con chim đi về rồi. Bây giờ nhanh nha, trả lời nhanh nha, không được trùng nhau nha. Chuẩn bị nè, trên trời. Con chim bồ câu. Con dê. Con dê. Dưới đất. Con trâu. Con trâu. Trên trời. Con ngựa. Con có phát hiện ra gì sai sai không? Có. Sai gì? Sai con ngựa. Để con về đi. Rồi, con chuẩn bị nè. Dưới nước. Con cá. Con cá vàng. Cá vàng có chưa? Bốn tụi con là chắc chắn có gấu bông rồi đó. Nhưng mà về để coi ai vô địch nha. Được chưa? Nhớ là trong đầu mình nghĩ luôn. Sẵn sàng chưa?
Rồi, chim trời. Chim đại bàng. Rồi, con đứng lùi xíu. Trời hay dưới đất gì hay dưới nước? Hả? Dưới nước hả? Con thích dưới nước đúng không? Vậy chú hỏi chim trời. Ngôi sao. Hả? Trên trời có ngôi sao. Đồng ý không? Đâu có được đồng ý. Chú đang nói con vật mà đúng không? Đúng không? Có. Vậy chú hỏi dưới đất. Con heo. Có chưa? Rồi ok. Trên trời chim chào mau. Chim chào mau. Thế xảy. Bây giờ chung kết xếp hạng nè. Hồi nãy chung kết rồi, giờ chung kết xếp hạng. Có ai nhất nhì nè? Chim cú mèo. Được không? Trên trời. Hết giờ. Vô địch. Vô. Rồi. Rồi tiếp theo đến con.